Phong Thủy Gia Cát xin kính chào quý vị khán giả. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Tứ vị tháng 9 cho thấy công việc làm ăn của tuổi Tân Tỵ đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió do được tam hợp cục với lệnh tháng. Vậy nên trong tháng 9 có tài lộc và có nhiều tin tức tốt đẹp về tiền bạc. Do được quý nhân giúp đỡ nên mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng. Tháng 9 âm lịch là tháng cực kỳ tốt đẹp với những người tuổi Tân Tỵ, nên bạn cần phải nắm được điều đó để giúp cho mình có được những thành công rực rỡ về tiền bạc, cũng như có được nhiều cơ hội thăng tiến và làm ăn trong tháng 9 âm lịch. Sự thành công của người tuổi Tân Tỵ trong tháng 9 sẽ vang dội như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Họ là người trọng tình, trọng nghĩa, trọng chữ tín và đối xử với mọi người không phân biệt giàu sang. Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao, vì vậy ít nhiều sẽ đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống. Mặc dù khó tránh khỏi những thăng trầm theo thế cuộc, nhưng hoàn cảnh nào họ cũng thích ứng được. Người tuổi Tân Tỵ mềm dẻo nhưng nóng bỏng, thích giao tiếp, trao đổi, tính hướng ngoại cao. Sự nồng nhiệt của họ còn thể hiện ở chỗ thích những nơi vui nhộn, sôi động, ưa náo nhiệt. Chính vì vậy họ không giỏi che giấu cảm xúc của mình mà thường tâm sự, trao đổi, chia sẻ với mọi người. Mọi cảm xúc của họ đều bộc lộ qua nét mặt hay những phản ứng tâm lý về hành động, lời nói hay thái độ. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần cho tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, vận trình của gia chủ khá bình ổn, không có điều gì quá đáng ngại, tuy nhiên cũng chưa thấy dấu hiệu nào mang tính đột phá. Về phương diện học tập, bạn khá nhanh nhạy và biết suy nghĩ nên có thể tự mình tìm ra những phương pháp học tập phù hợp, cải thiện thành tích trong năm mới. Có điều cần chú ý, có điềm báo thị phi hung hại, tiểu nhân đe dọa nên gia chủ làm gì cũng không nên chủ quan và nhất là cần tránh ngay tình trạng ngựa non háo đá. Ngoài ra, cần chú ý vấn đề ăn nói, đừng quá tùy tiện, kẻo ảnh hưởng xấu tới cả bản thân và uy tín cha mẹ. Chuyện tình duyên của gia chủ trong tháng này không được thuận lợi, cho bị kẻ tiểu nhân bên ngoài quấy phá, gây bất lợi, ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của gia chủ. Tuy nhiên, theo quý thầy Gia Cát, ở độ tuổi này các bạn không nên lo nghĩ nhiều về chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng tới việc học tập cũng như chuyện thi cử, học tập. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp canh dương kim nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tân Tỵ trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Giai đoạn này, gia chủ tự biết cách điều chỉnh bản thân để tìm ra phương thức học tập phù hợp nhất, đạt thành tích cao nhất. Nhưng do tác động xấu từ hung tinh, lại có nhiều sao cô khắc về mặt cảm xúc chiếu, bạn dễ gây chuyện thị phi vì thái độ vô kỷ luật, thậm chí có lúc ảnh hưởng đến việc học tập, không giữ được sự tập trung, khiến cha mẹ, thầy cô phàn nàn. Ngoài ra, áp lực học tập, điểm số khá lớn, khiến cho tinh thần con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng. Cha mẹ nên lưu ý để giúp con vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hồ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Với sự hỗ trợ từ phía gia đình và bằng sự khéo léo của bản thân, gia chủ Tân Tỵ hầu như không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thấy tiền trong túi đang rủng rỉnh mà tiêu xài quá trớn. Cần tiết chế ham muốn của mình, nếu không dễ dẫn đến phát sinh thêm khoản chi, thậm chí là gây ra áp lực kinh tế không chỉ cho bản thân mà cả gia đình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của gia chủ trong tháng này có phần suy giảm, dễ bị ốm đau bệnh tật, đặc biệt là các bệnh liên quan tới hô hấp. Trong tháng này, gia chủ Tân Tỵ nên tập luyện thể thao, ăn uống, nghỉ một cách khoa học để có một sức khỏe tốt. Khi đi ra ngoài cũng cần chú ý tới sức khỏe của bản thân, đề phòng ốm đau bệnh tật, khó mà chữa khỏi. Ngoài ra, bạn có thể gặp một số vấn đề về dạ dày, đường tiêu hóa do là ăn uống và sinh hoạt không điều độ. Khi thời tiết thay đổi, bạn nên đặc biệt chú ý tới các bệnh về hô hấp, tim mạch. Nhờ được phúc tinh cao chiếu nên nếu có các bệnh cảm mạo, đa phần bạn đều được hóa giải và xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng quá lớn. Các gia chủ tuổi Tân Tỵ hãy luôn mang theo bên mình Khắc Phí Phong Thủy Bát Bảo Tân Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Trong tháng này, dù là nam mệnh hay nữ mệnh Tân Tỵ đều không vượng đào hoa, hoặc là cho dù có gặp được người khiến trái tim mình rung động thì mọi chuyện cũng khó mà đi đến cái đích như mong muốn. Nam mệnh có duyên khắc phái nhỉnh hơn nữ mệnh, nhưng phần phải bỏ ra rất nhiều công sức và cả trí tuệ trong việc theo đuổi người ấy. Các mối quan hệ với gia đình, họ hàng, bạn bè, thầy cô nhìn chung đều êm đềm và ít xung đột. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành hòa cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Tân Tỵ trong tháng 9 âm lịch này cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 9, tức ngày 1 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 9, tức ngày 13 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Tân Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Tỵ trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 9, tức ngày 28 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 9, tức ngày 10 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 9, tức ngày 22 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Tân Tỵ năm 2001 trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.